tao mát quá đi. Nè, Tí Thiên Nhiên ơi, sao cậu không xuống dưới đây chơi đi? Mình sẽ xuống dưới đó liền, sau khi sửa xong cánh cho ngài chuồn chuồn đây nè. Nè Tí Thiên Nhiên, cậu mau xuống đây đi. Chắc cậu cũng biết Tí Đô ghét sự chậm trễ thế nào rồi mà. Tí Cận, cậu hiểu cậu ấy mà. Phải đó, Tí Thiên Nhiên sẽ ở đây cả đêm, cho tới khi nào cậu ấy sửa xong cái cánh cho ngài chuồn chuồn. Xong rồi đó, thưa ngài chuồn chuồn, hãy bay đi, nhanh lên. Mau lên, trễ rồi đó Tí Thiên Nhiên. Con của bạn bị rớt xuống đất hả? Ôi tuyệt, cậu ấy lại đi nữa rồi. Cây hồ đào ở gần nhà Lão Gà Mên. Lão Gà Mên, mình cần phải đi giúp chú chim nhỏ. Nói với Tí Vui là trưa nay mình về trễ nha. Nếu Tí Vui phát hiện cậu vắng mặt vì đi giúp lũ chim đó thì... Ừ, Tí Cận, cậu biết rõ cậu ấy không thể nào chịu đựng nổi nếu như không cứu chú chim nhỏ. Cái gì vậy? Xin chào các bạn, những chú chim xanh. Bạn nói gì vậy? Con mèo thì vẫn là mèo. Nào, để mình kiểm tra thử cho bạn nha. Sẽ không sao đâu, sẽ ổn thôi à. Ôm cho chặt nha, mình sẽ đưa bạn về nhà trong giây lát thôi. Không cần đâu, mình cảm ơn rất nhiều. Nhưng mà mình phải về nhà ăn cơm với các xì trâm. Mèo Ara, người đang ở đâu? Ra đi mau, con mèo yếu đuối. Đây là bạn mới của người. Hãy bình tĩnh đi, sắp rút ra được rồi. Ôi, xong rồi. Cái xương cá này chính là thứ đã gây ra rắc rối cho bạn. Và mình có thể nói là bạn rất dũng cảm á. Sao vậy mèo Ara, đừng có chết nhát như vậy. Nếu như ngươi không ngu ngốc, ngươi sẽ hiểu một con vật dễ thương giống như con roller nanh bạc này rất muốn trở thành một người bạn đó. Ngươi cứ yên tâm xuống đây mèo Ara, các ngươi sắp tới sẽ làm việc chung với nhau. Cảm ơn vì món bánh rau xì trông ngon tuyệt của Tí Tham ăn. Đây là cái bánh ngon nhất con từng làm đó. Hy vọng cậu để một phần cho Tí Thiên Nhiên. Có chứ, nhưng không phải là bánh này. Vậy là tốt rồi Tí Tham ăn. Con xin lỗi vì đã tới trễ thưa Tí Vua. Bởi vì ngoài chuồn chuồn và chim còn gấu và thỏ nữa, làm con mất hết cả ngày luôn. Chắc chắn là con đói bụng lắm, con đã không ăn trưa lẫn buổi tối. Nhưng mà rất xứng đáng thưa Tí Vua. Ít nhất là chú thỏ bị lạc đã học được một bài học rồi. Bài học thứ nhất, đây chính là xì trâm. Bài học thứ hai, đây là bụi dâu xì trâm. Và bài học thứ ba, ngồi xuống. Ta nói ngồi. Hãy bước qua bài học thứ tư đi ha. Và bài học thứ năm, phải nhớ luôn luôn cẩn thận với những cái bẫy của con người. Đặc biệt là những cái bẫy bằng kim loại, chúng sẽ làm ta đau đớn lắm đó. Nội dung của bài học thứ 6 là sự hăng hái mèo Ara. Đó là điều mà ngươi hoàn toàn không có. Gần như là không có gì hết. Từ từ. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại vào sáng mai nha. Và hãy nhớ rằng hãy tránh xa những cái bẫy bằng kim loại đó. Đây chính là bụi dâu xì trâm. Và ở nơi nào mà có dâu xì trâm thì sẽ có xì trâm. Hãy nhìn kìa, ở dưới đó có một cái bẫy bằng kim loại và có vài con vật đang cần chúng ta giúp đỡ đó. Giống như là tiếng của một con mèo đang bị thương á. Người có nghĩ rằng có lẽ sẽ là thích hợp hơn nhiều nếu như chúng ta đi chậm lại. Ara, tội nghiệp, đừng có lo Ara, ta sẽ quay lại liền. Mình đề nghị hãy làm cho con mèo ngủ say, vậy thì mới chữa cho nó được. Mèo Ara rất độc ác, tại sao mình phải cứu nó? Nếu chúng ta không giúp thì nó sẽ chết đó. Phải, và chúng ta sẽ chết nếu cứu nó đó. Thôi xì trâm ơi, ước gì có Tí Vua ở đây, mình không biết phải làm gì. Mình đề nghị phải quay về mau lên. Không có ai ngoài cậu có thể giúp mình cứu con mèo thoát khỏi sự đau khổ hết.
và không có ai ngoài chính bản thân của cậu có thể cảm nhận được sự đau khổ của một con vật tội nghiệp hiện đang khóc lóc bởi vì đau đớn. Ôi, xì trâm ơi, nó Ara tội nghiệp. Đừng khóc, không sao đâu mèo Ara. Bọn ta chỉ muốn giúp ngươi thôi. Cái bẫy này thiệt là cứng quá đi à. Chúng ta phải cần một cái cây lớn. Rất là thông minh. Đây rồi, hy vọng chúng ta sẽ thành công. Sẽ ổn thôi chú mèo con. Thật là chú mèo dễ thương. Đừng có đứng ở đó nhìn nữa, tới cận, tới giúp mình đi. Chắc chắn là tía vua sẽ không vui lòng về chuyện này đâu. Không vui một chút nào hết. Nè, mình nhắc lại điều này, mình đã nói 100 lần rồi. Tía vua sẽ không vui lòng về chuyện này chút nào hết đâu. Mình biết tía cận, cậu đã xì trâm 100 lần rồi. Ồ. Xin lỗi nha Ara, đừng tháo khăn bịt mắt ra nha. Xì trâm, đồ ngu ngốc, không phải là rồng. Ta sẽ ngươi cái đồ tham ăn. Được rồi, xì trâm nào, không phải như cái cậu nghĩ đâu. Bộ các cậu bị điên hay sao mà lại đem con mèo quái vật ác độc đó về tận làng của chúng ta chứ? Đúng rồi. Các cậu hãy tránh ra đi, để cho bọn mình tính sổ con mèo độc ác này. Quên đi, ý mình là không có được. Được rồi, bây giờ hãy chờ tí vua tới, bởi vì chỉ có tí vua mới có quyền ở đây thôi à. Tí thiên nhiên, lần này lòng yêu thương động vật của con đã đi quá xa. Đúng vậy. Nhưng mà thưa tí vua, làm ơn, hãy nhìn kỹ nó đi. Ôi trời ơi, mèo Ara bị dính bẫy của chính lão gà Mên, không thể tưởng tượng được. Con hỏi ngài thưa tí vua, con vật tội nghiệp này nhìn có giống một con quái vật nguy hiểm hay không vậy? Đương nhiên là có. Các sĩ trâm, đây chính là một tên xấu xa. Đúng rồi đó. Các sĩ trâm hãy bình tĩnh, ta hiểu chúng ta đã xì trâm rất nhiều rắc rối với mèo Ara. Mình ghét mèo Ara. Chúng tôi cũng ghét mèo Ara. Nhưng ta đã xì trâm với các con, hãy yêu thương các động vật thật nhiều rồi. Nhưng mà tí vô à, con mèo độc ác này luôn săn đuổi xì trâm của chúng ta mà. Phải. Bây giờ phải tính sao với nó đây? Mình đề nghị hãy quăng nó đi. Nhưng mà con vật tội nghiệp hiện vẫn còn đang sống mà. Chúng ta là xì trâm hay không phải là xì trâm? Chuyện này... Chúng ta không thể để nó chết được. Cẩn thận đó tới cô nương. Bây giờ chúng ta hãy cùng xì trâm nha. Một, hai. Ngài nghĩ thế nào thưa tí vua? Hiểu tí cận à, một con bé thì không thể nào giấu móng vuốt. Con cũng nghĩ giống y như ngài vậy. Râu rơi nhìn kìa, ngươi có thấy không? Dấu chân xì trâm. Ô, chậm lại. Wow, có chân. Ôi, hãy dừng lại, đứng yên, ngồi xuống. Hãy đứng lại, đồ ngu ngốc. Hãy tránh xa mặt ta ra, cái đồ hôi hám này. Ui. Tuyệt lắm, mèo Ara. Sáng nay nhìn ngươi có vẻ xì trâm hơn nhiều rồi. Mèo Ara, ngươi hãy uống thêm sữa đi nè. Còn bánh nhân dâu xì trâm thì sao? Mèo Ara ghét dâu xì trâm. Thưa tí vua, sự tin tưởng vào mèo Ara đã tăng lên một cách thật ngạc nhiên. Cái gì hả? À đúng rồi, thật là tốt. Một thời gian nữa, mèo Ara tội nghiệp sẽ sớm tự lo cho bản thân mình thôi. Đó chính là điều mà ta lo sợ. Hãy nhìn kìa, dấu vết của bánh xe và mùi của dâu xì trâm đã sắp tới làng xì trâm rồi đó. Ô, ngươi có nghe gì không? Ta thề rằng đó chính là mèo Ara vô dụng. Ôi, mèo Ara. Mèo Ara, ngươi đang ở đâu vậy? Mèo Ara, ngươi thật là hư quá đi. Tí vua ơi. Không, tí vua ơi, đây chắc chắn chính là trò lừa của lão gà Mên rồi. Không, thưa tí vua, con không bao giờ tin. Ngươi đang ở đâu mèo cưng của ta? Giờ con đã tin chưa? Mau tránh xa nó ra. Không, đừng mà mèo Ara, hãy bình tĩnh lại đi. Lão gà Mên không thể tìm thấy ngươi được. Đi theo tài tí đô, hãy lấy vòi phun nước ra nhanh lên.
Đây là cách ngươi đền đáp những xì trâm đã cứu mạng của ngươi đó hả? Ngươi đã đánh hơi thấy chúng rong lơ, bây giờ tấn công đi. Đừng nhanh quá, chậm chậm thôi, trời ơi. Đừng thôi đi. Mau dừng lại, đồ quái vật. Mau dừng lại đi, đồ ngu ngốc, đồ quái vật ngu ngốc, mau dừng lại cho ta. Tí Thiên Nhiên, con không sao chứ? Dạ, con nghĩ vậy thưa Tí Vua. Mèo Ara có thể sẽ giết con. Con biết là nó có thể thưa Tí Vua, nhưng nó đã không làm chuyện đó. Thật không thể xì trong nổi.